xin chào tất cả mọi người đang xem Trang Nail Vlog. Ở trong video này thì Trang xin chia sẻ cho mọi người về cái mẫu móng Loen. Để làm được cái mẫu móng này thì mọi người hãy chuẩn bị cho Trang những dụng cụ như sau. Chúng ta sẽ cần chuẩn bị Petop. Petop thì chúng ta luôn luôn có rồi. Và mọi người sẽ cần chuẩn bị cho Trang một chai gel loang. Nếu mọi người không có gel loang thì chúng ta thay thế bằng Petop cũng được, và màu sơn gel nhé. Và chai đính đá này, keo đính đá, và một khay đá, một cái cây bút chấm đá này, và bộ dụng cụ in như là bảng in và dấu in, sơn in và tấm gạt nhé, và một cây cọ râu để chúng ta vẽ. Mọi người cần chuẩn bị một cái cây cái khay để đổ sơn. Và rồi bây giờ mọi người hãy cùng Trang bắt đầu thực hành làm cái mẫu móng này nhé. Đầu tiên thì mọi người sẽ lấy cái khay đổ sơn ra, mình nhỏ một giọt sơn gel màu đen ra. Mọi người có thể thay thế bằng gel vẽ cũng được. Rồi mình sẽ bỏ một giọt gel loang ra, và mình sẽ lấy cái một ít sơn gel đen mình nhỏ vào. Và chúng ta sẽ sử dụng cọ râu và chúng ta đảo trộn cho nó đều cái màu lên để tạo được cái màu thạch đen ấy. Sau đó chúng ta sẽ vẽ lên trên móng này. Móng ở đây thì mình sẽ sơn nền màu đỏ, và một phần ở trên đỉnh này mình sơn màu đen này. Mình sẽ tô một cái đường thẳng ở chính giữa móng, và tiếp theo thì mình sẽ vẽ hai cái hàng ngang này. Khi mà vẽ này thì chúng ta cứ đưa tay thoải mái đi. Mình tô màu xong rồi mình quay ra mình căn chỉnh các góc cho nó đều, cho nó thẳng. Xong rồi thì chúng ta sẽ đưa vào hơ máy cho khô đi. Rồi mình sẽ bỏ ra, mình tô cái phần sơn gel đen lên trên cái đoạn giao nhau này. Rồi sau đó mình sẽ đưa vào hơ máy. Rồi tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái bảng in. Sử dụng cái bảng in này nó hỗ trợ cho mình thay cái bước vẽ. Nó rất là nhanh chóng mà nó bền như kiểu chúng ta vẽ nhé. Không sợ bị bong chóc gì hết. Sau khi mà đã in được cái hình rồi, mình in xuống móng. Và cái phần giữa cái bông tuyết này mình sẽ đính một cái viên đá lên. Mình sẽ cho keo vào chính giữa cái bông tuyết này, và mình sử dụng bút chấm đá. Mình chấm lấy cái viên đá và đính vào bông tuyết này. Mình chờ keo nó khô hẳn đi rồi chúng ta mới sơn tốt bóng nha. Nếu mà cái keo chưa khô ấy thì mọi người sơn tốt bóng ngay, nó sẽ bị dính dính nhớt nhớt. Những cái mẫu còn lại ấy thì chúng ta kẻ như cái mẫu mình vừa hướng dẫn ấy nha. Nếu mà những chị em nào không có bảng in thì chúng ta sẽ vẽ những cái bông tuyết này cũng rất là đơn giản. Ở trong video sau thì Trang sẽ chia sẻ cho mọi người, hướng dẫn cho mọi người cái cách vẽ bông tuyết. Còn ở cái video này thì Trang chia sẻ cho mọi người cái cách làm bằng bảng in. Chúng ta sử dụng bảng in hỗ trợ chúng ta làm rất là nhanh. Thank you.
Sau khi mà in hình xong rồi thì mình sẽ sơn túp bóng lên cho móng, rồi sau đó chúng ta đưa vào hơ máy. Vậy là Trang vừa hoàn thành xong cái mẫu móng Noel này, rất là nhanh chóng và đơn giản. Cảm ơn các chị em đã quan tâm theo dõi video này. Hẹn gặp lại các chị em ở trong những video tiếp theo. Bye bye.